ngu người nè. Ủa, mũi tên không bắn được tụi này các bạn ơi. Nó chống được mũi tên luôn. Wow, da bọn này hơi bị cứng nha. Rồi, đau xương khủng lồ các bạn ơi. Chúng tôi hả? Mình căng hết các bạn ơi. Thôi, thanh kiếm này gọi là thanh kiếm mạnh nhất Minecraft rồi. Tốc độ đánh nhanh nhất Minecraft. Wow, mình có thể bay tới tận trời luôn nha. Wow. Yo, chào mừng mọi người đã đến với tập 6 của Minecraft Full Headset. Tụi mình là Zilcat. Ở trong tập trước á, là như mọi người đã biết thì mình đã phát hiện ra một khu ở của bọn quái vật ngoài hành tinh. Và cái gì nữa, mình đã tìm ra cái chỗ cất giữ kho báu rồi mọi người ơi. Và trong tập trước thì mình đã lấy về được rất là nhiều gỗ. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải chặt gỗ nữa đúng không? Thì cái rương gỗ mình sẽ để vào đây. Như mọi người cũng đã biết thì mọi người cũng đã đề nghị mình là cắt đồ cho nó hợp lý, đừng có để nó lung tung, nhìn không có đẹp đẽ gì hết. Và mình đã quyết định chỉnh sửa lại hết và mình đã bỏ lại cho nó đầy đủ, ngăn nắp rồi nè các bạn. Ê, thấy chưa? Theo yêu cầu mọi người nha. Và tập trước mình đã tìm ra cái gì? Một cái khoáng thạch mới, loại đá mới gọi là Dark Stone. Đó. Thì loại đá mới này mình sẽ để chung với gỗ. Tại vì đây là những cái thứ chúng ta dùng để xây dựng. Rồi, lần trước thì mình đã tìm thấy được thêm hai cái Cobblestone update. Không biết là cái này là nó làm cái gì nha. Thì mình vẫn chưa tìm hiểu tới cái này. Hình như cái này là dùng để update đồ gì đó các bạn ơi. Đấy, mình sẽ tìm hiểu vào tập sau. Nên là mình sẽ bỏ vào đây luôn. Rồi. Thì còn lại thì những đồ kim cương. Kim cương thì tập nào cũng tìm thấy hết. Mình sẽ tạm cắt những cái khói này vào đây đi. Đấy. Ok, và một ít sắt. Rồi đây là rương thức ăn của mình. Đâu rồi, đây rương thức ăn của mình đây. Rương thức ăn lúc nào. Thì tập trước là mình đã đánh được bọn zombie, gọi là zombie bị đột biến các bạn ạ. Nó là ở đâu một cái vùng đất khác. Thì bọn zombie đó gọi là ở cái vùng đất, gọi là vùng đất bị quỷ ám á, mình có thể chế tạo ra được. Đây. Thì chúng ta có thể chế tạo ra cái cây gậy này nè. Cây gậy này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cánh cổng đến cái vùng đất quỷ ám. Và ở khu đó có chứa rất là nhiều con quái vật ngoài hành tinh và zombie bị đột biến, cũng như là một số con quái vật khổng lồ rất là ghê luôn ha. Nên là mình có thể là mình sẽ đến đó vào một tập gần nhất. Nhưng mà mình cần phải chế tạo ra được cái cuốn sách phù thủy, sách phép thuật này nè, để mà mình tạo ra được cây gậy. Thì từ từ chuyện đó tính sao vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến trên lên đường lấy lại kho báu. Thì kho báu cũng khá là gần thôi. Đây, lần trước là mình gọi là đây ha, kho báu ngay cái chỗ này mình chết nha các bạn. Mình đã đi một vòng rồi cuối cùng thì kho báu nó nằm ở đây. Thật sự là không hiểu nổi mà, rất là gần luôn. Và ở trong tập trước mình cũng đã làm được cái một cái bàn chế tạo tương lai rồi ha. Bây giờ chúng ta chỉ cần đẩy vào lava crystal vào là chúng ta có thể chế tạo được. Đây thì ở trong bàn chế tạo này chúng ta làm được gì? Chúng ta làm được có 93 cái công thức khác nhau ở trong cái bàn chế tạo mới này nè. Mình có thể làm được bộ giáp từ menulin. Wow, một số khoáng thạch mới đó, rất là ghê luôn. Đấy, và chúng ta có thể làm được vũ khí từ lava crystal. Lava crystal này chúng ta có thể làm được giáp nè, làm được kiếm nè. Wow, làm được cái rìu khổng lồ nữa mọi người à. Và làm được cung nữa. Tí nữa mình sẽ đi đào thêm mấy cái này, mình sẽ làm cây cung. Đấy, mọi người thấy hợp lý ngay đúng không? Rồi, để dưa hấu vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường thôi mọi người à. Lên đường thôi, bây giờ mình cần phải lấy kho báu này. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay về làm tiếp đồ tiên cơ ha. Kho báu này chắc chắn là đi hướng bên đây cho nó gần. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đi bằng cái này. Đấy. Đi bằng cái giày giày slam boot của mình thì rất là nhanh. Kho báu hình như nó nằm ở đây đúng không ta? Để mình coi coi phải không. Ở đây có cái gì đây? Berry đúng không? Berry bơm các bạn ơi. Mấy trái này thì chỉ... Uầy. Cái gì vậy? Mấy trái này thì chỉ có ăn thôi. Nó không có gọi là... nó không có trồng lại được ha. Ở đây có một cái nghĩa trang nè, từ từ để mình sẽ vào đây mình lấy rương cái đã. Quay creeper kìa. Trời ơi, sao mày nhện không vậy? Thì lần trước mình đã ép cuốn sách hiệu suất 4 vào cái cúp nha các bạn. Phải nói là cực vip luôn nha, hiệu suất 4 nè. Rồi đào cực nhanh luôn. À, ở đây có một con ngoài hexicle nè, lấy về. Sắp tới chúng ta sẽ làm một bộ giáp siêu hexic. Siêu giáp ở trong hexic. Đấy. Là đi đường này nha. Mấy bữa rồi mình đi vòng vòng
không thấy ở đâu hết. Nhưng mà cuối cùng thì cái bản đồ kho báu nó lại nằm ở bên đây, nó chết. Thật là không hiểu nổi mà. Đây mình sắp tới rồi các bạn ơi, cái chỗ lần trước mình chết đây, ở đây nè, ngay cái chỗ kho báu luôn. Đấy. Uầy. Rồi ok. Giờ chúng ta sẽ xuống nha. Ô, à đây mình có mang sản theo nè. Rồi. Đây là ngay cái khu vực kho báu của mình. À, bên đây đúng không? Bây giờ mình sẽ đào xuống nha. Không biết là ở đây có kho báu gì không nữa. À mình quên làm cây sản tiên cơ rồi. Nếu mà làm sản tiên cơ chúng ta sẽ đào nhanh hơn. Không biết là ở đây có cái rương giống như bên phiên bản 1.14 hay không nữa. Thì mọi người hãy cùng chờ xem coi là mình đào có gặp được cái gì không nha. Hy vọng cái rương ở trong đây nó chứa rất là nhiều kho báu ha. Thôi chết, à đây có đuốc nè. Tưởng nó quên em đuốc chứ. Cầm đuốc cho sáng đây rồi tí nữa đào cho nó dễ. Rương đây rồi các bạn ơi. Chuẩn bị chưa, mọi người đã sẵn sàng chưa? Và mình sẽ mở cái rương kho báu nha. Để coi có gì trong đây đây. Let's go. Trời ơi. Đi tìm kho báu muốn sắp mặt luôn. Nhưng mà ra được cái gì? Đuốc súng. Ôi mạng nhện rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, bản đồ kho báu này bị lậu rồi. Xui quá mọi người à. Trời, đào cũng sắp mặt luôn nhưng mà ra cái gì đâu không à. Trời ơi, ổn không? Tốn thời gian của mình. Ở tập trước là phải gọi là hả, đi tìm muốn sắp mặt luôn đấy các bạn. Thôi không sao. Ơi, ở đây có cái nhà bỏ hoang nè. Để coi chúng ta trong đây có gì đây. À ở đây có một cái cái nền nhà nè, không biết là ở dưới đây nó có chứa cái gì không nha. Giờ mình không có rìu á nên là mình sẽ lấy cái búa. Cái này mình đào lại đi. Chả có quái gì cả các bạn ơi. Thôi đi lên thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua tòa tháp bên kia để mình xem là chúng ta có thể tìm thấy một số cái khoáng sản ở trong cái để mà làm đồ tiên cơ của chúng ta hay không ha. Đâu rồi? Mình lạc mất tiêu nữa rồi. Đây, ngày hôm qua mình cũng đã đi qua cái hướng này có cái thác nè. Wow, mấy cái bông hoa này, bông hoa dịch chuyển mọi người à. Thôi, tốt nhất là nên đừng có đi vào, mình sẽ lấy về. Phay, để coi cái bông hoa này mình làm được gì đây. Bông hoa này không làm được gì hết. Đây cũng là một bông hoa nè, để coi bông hoa này. Ui. Nó gây đam mình các bạn à. Rồi, nguy hiểm quá. Ô, mình bị chậm lại luôn rồi nè. Ui. Ở đây là bông hoa gây chậm rãi. Wow. Ui. Lại là tìm thấy một xương các bạn à. Xương này chúng ta có thể làm một xương và mình sẽ làm một cái khu trồng trọt ở cái xung quanh nhà mình. Đang cần thiết nữa. Đúng không? Xương này thì khói xương rồi. Khói xương thì chúng ta có thể tạo ra bột xương. Wow, tạo rất là nhiều bột xương luôn nè. Để coi làm được gì nữa đây. Wow, làm được cái hammer xương luôn mọi người ơi. Nhưng mà mình phải cần có gỗ ma. Gỗ ma thì các bạn nói là nên xuống địa ngục. Ừ. Làm được kiếm xương nè. Nhưng mà đồ xương này cùi quá. Đồ xương này không bằng đồ xương bên cái gì. Không bằng đồ xương bên tiên cơ rồi các bạn. Tí nữa mình sẽ đem xương này về. Mình chế biến lại thành làm thành đồ tiên cơ. Được không ta? Tạo ra que được không? Ôi thôi chết rồi. Xương này hình như chỉ tạo ra được không tạo ra que được các bạn à. Không tạo ra mấy cái que xương này được. Rồi thôi thì cũng được. Lấy về tạm đi. Tại vì ở đây xương nó cũng khá là quan trọng. Ở đây tại sao lại có xương khủng long đến to đến như vậy đây. Không biết là khu này làm gì mà xuất hiện xương khủng long nha. Ok mình đã trở lại một cái tòa tháp mới. Và mình sẽ vào đây mình xem là có đồ tiên cơ cho chúng ta hay không ha. Hy vọng là có. Mình sẽ đào. Ui, cái gì vậy? Con nhỏ này chạy nhanh vậy. Trời ơi. Từ đã. Đào bớt mấy cái lồng trước. Này thì ma xương của chúng tôi này. Rồi mình sẽ bỏ bớt những cái đồ không cần thiết vào đây đi. Trời quá trời luôn. Chúng ta lấy thêm kim cương nè. Lúa thì không cần, hạt giống không cần. Đá đỏ nè, con bát gòn nè. Ôi vàng nè, quá trời luôn. Rồi chúng ta sẽ đi lên thôi các bạn à. Bỏ bản đồ kho báu lại đi. Bản đồ kho báu giờ hết hiệu lực với mình rồi. Chúng ta sẽ đi từ từ nha. Mình sẽ vào đây mình tìm đồ tiên cơ. À đồ khoáng sản để mình nung lên làm đồ tiên cơ thôi. Chứ mình không vào đây để chiếm tòa tháp hoặc là đánh nhau đâu nha. Nhưng mà ở đây nhiều zoom quá các bạn. Nên là bắt buộc chúng ta phải sử dụng biện pháp mạnh. Đấy. Này thì nhện. Ui. Mạnh thế. Ồ, rơi ra một cái cúp VIP nữa nè.
Ủa lại con bát nữa nè. Kim cương này thì thôi mình nghĩ lấy kim cương rồi các bạn à. Kim cương bây giờ chúng ta quá nhiều rồi, không cần phải kim cương nữa đâu. Không biết là sắp tới mình định livestream cái mod này nè, không biết các bạn nào ủng hộ không nha. Nếu mà các bạn thích mình livestream về cái mod này á thì đừng quên bình luận bên dưới Simcast livestream chẳng hạn, để chúng mình xem là có bao nhiêu bạn ủng hộ mình livestream cái series này ha, để mình có thể có động lực mình like cho mọi người xem vào các buổi tối hàng ngày. Mình sẽ xem xét các bạn comment coi là có bao nhiêu bạn ủng hộ ha, rồi mình sẽ like hoặc là không. Rồi đi về thôi. Ôi cái gì vậy, cái gì vậy, thằng nào bắn mình vậy? Ồ đây có túi quà nữa nè, cái này ra. Wow xong, đi về thôi. Rồi chúng ta được thêm một cái bông hexicle nữa. Bây giờ mình bỏ cái khoáng sản này vào đây mình đun. Đấy, Tinker là phải vậy chứ. Lần trước mình mới nung được một cái nhưng mà nó đã hết rồi. Này chúng ta thêm được 4 khói nữa, vậy là mình sẽ tập trung đi đánh tòa tháp nhiều hơn. Này mình sẽ bỏ túi quà vào đây đi. Đây là khu đựng quà ha, có gì mình sẽ mở quà ở đây. Đánh nhiều hơn để chúng ta có thể nhiều đồ tiên cơ hơn. Bây giờ đồ kim cương quá nhiều rồi các bạn. Từ từ mình lấy quà mình bỏ vào đây hết đi. Chúng ta sẽ chỉ đựng quà ở một khu thôi. Và tí nữa mình sẽ đi qua bọn người ngoài hành tinh mình đánh nhau với bọn nó mới được. Mình sẽ trả thù các bạn à. Cái đe bây giờ chúng ta sẽ để ở đây đi. Đấy, quá trời đe luôn các bạn ơi. Cái khu nhà của mình nè. tại vì bây giờ có cái lò luyện kim là nó to à. Để coi có cái máy nào nó to to, mình sẽ xây ở đây một cái. Hình như là đồ tiên cơ nó chiếm hết hình như 20 trang rồi các bạn. Hai mấy trang đồ tiên cơ rồi. Hình như máy móc thì chỉ có cái đó và cái bàn chế tạo kia thôi. À đúng rồi, lần trước mình có mang về một cái tượng các bạn ơi. Đây cái tượng này nè. Bây giờ mình sẽ dựng nó lên đây. Rồi ok, mình sẽ dựng tượng nha. Phải nói là cái tượng này nó khá là đẹp luôn. Cái tượng quái vật gì đó, bây giờ đi ngủ phát đã. Rồi, mình nghĩ là chúng ta nên dựng tượng ở đâu đây? Bên đây đi ha, chẳng hạn. Đấy, ở đây khu này cũng ngon nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cái Dark Stone lên. Ở trong đấy nó còn nhiều cái tượng đẹp lắm các bạn ơi, chứ không phải là có một số cái tượng như vậy. Ôi, không được rồi bạn ơi. Con này nó mà kích nổ là nó sẽ nổ luôn nha. Chứ nó không có bị đứng lại hay là dừng lại đâu các bạn. Nguy hiểm lắm. Ồ vậy là mình hết cái kia luôn rồi. Coi qua đây coi còn không. Còn đúng một cây. Ôi không ổn tí nào. Vậy là chúng ta sẽ đặt kiểu này đi. Đặt cái này ra rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái này. Đó sẵn mình trang trí cái khu nhà của mình luôn. Nè đấy. Từ từ. Khu này sao nhiều Ripper quá các bạn. Và ở trong bản mod này mình phát hiện ra chúng ta còn có thể làm bẫy nữa nha. Trap 7 TNT nè. Đây cái bẫy này khi mà đứa nào mà đi ngang hả là nó nổ đùng chết ngay. Và ở đây chúng ta có thể làm được kia những cái bẫy động vật nè. Tí nữa mình làm luôn. Rồi đặt bẫy động vật các bạn, để mà mình lấy thức ăn. Rồi ok. Đấy đây là một cái tượng. Gọi là một bức tượng của cái con gì ấy các bạn. Một cái con chiến binh hay là cái con gì ngoài hành tinh ấy, nhìn cũng khá là ghê ha. Nhìn khá là ghê luôn á. Rồi xung quanh này chúng ta sẽ để xương. Đó là đây là gọi là cái chỗ trang trí của mình thôi. Ôi cái này nó gọi là đập băng khá là nhanh luôn nè. Đấy chỗ trang trí bình thường thôi. Để nhìn vào nó bớt nhàm chán hơn cái khu mình ở. Sẵn sau này có tài nguyên ở đây. Đó quá trời luôn nè, xương nè. Mà xương này phải đặt ngay ngắn mới được. Lung to lung tung nhìn xấu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ gọi đây là đền thờ người ngoài hành tinh hả. Đặt đây được không? À đuốc không đặt ở trên miếng này được, chỉ là đặt được ở đây thôi. Rồi wow, xong một cái đền thờ được các bạn. Nhìn khá là gọi là công phu luôn đúng không? Rồi cắt đá vào đây coi. Đây là cái rương để đá của mình. Đá bữa mình đào quá trời luôn. Đây là mình, cái rương này mình sẽ để chung với bông hoa ha. Rồi cái rương này mình sẽ để quà tí nó mở nha. Quà để chung với Chaslin luôn. Thạch anh thì chúng ta sẽ bỏ qua cái rương khoáng sản. Rương khoáng sản thì mình để đâu ta? Ồ, rương khoáng sản của chúng ta đâu? Đây, rương dưới này nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua khám phá tụi ngoài hành tinh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lấy thức ăn cái. Rồi
mình sẽ đi qua cái khu này. Lần trước là mình bị chết á, cái khu màu xanh đó, mình nghĩ là nên TP lại đi cho nó nhanh. Đây, chúng ta sẽ chiến với tụi ngoài hành tinh này nè. Đây, 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 đây rồi, các bạn thấy chưa? Ui, no, 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 tụi này nó bắn slam các bạn ơi, khá là mạnh luôn. Mình nghĩ là chúng ta không chơi lại tụi này đâu, chúng ta cần phải gọi là lấy thêm cái khiên ấy, chế tạo thêm cái khiên. Ây da, ui mạnh thế nha. Ồ, mình tiêu diệt được một con các bạn à. À, vậy là mình có cách tiêu diệt nữa rồi. Các bạn phải xuống nước như thế này nè. Đấy, tụi này nó không có bắn được mình, nhưng mà mình sẽ bị chết đuối. Chúng ta lấy được một túi quà từ nó nè, với lại một cái cục gì đó. Wow, giáp mới, chậm hỏng bảo vệ khỏi lửa. Ok, đổi cái này đi. Một chai overflowing water gì nè. Uầy uầy uầy, tại sao uống cái này vào mình bị cháy vậy? Oh, oh, có hiệu ứng lửa các bạn ơi, các bạn xem nè. Trời ơi, ơi cực, quên đã, cái con chocobo của mình. Phải không vậy, phải con này không vậy? Tại sao nó đi qua đây vậy? À, vậy là phải làm chuồng, bắt mấy cái con này lại rồi các bạn à. Làm chuồng thôi mới được, chứ không thôi nó chạy lung tung, nguy hiểm lắm. Chúng ta được một cái miếng của cái con này nè. Sword God gì nè. À, miếng này màu xanh gì đây? Xanh này đúng không? Wow, chúng ta có thể làm được. Cái này nó bị che lại các bạn. Tiếng này tiếng gì ấy? À, là chúng ta đây tạo ra này để mà mình tạo ra một cái súp. Cái súp này á, chúng ta sẽ làm gì đây? Không hiểu luôn. À, cái mod quái vật này á, thì mình gọi, nói chung là chưa có hiểu rõ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái khiên đi. Ở đây chúng ta đã có nhiều kim cương rồi, mình nghĩ chúng ta có thể làm được một cái khiên này. Đi coi, kim cương có thể làm được khiên nào nữa. Khiên này thì xấu quá, nhưng mà khiên kim cương nó mạnh hơn các bạn. À, khiên này được nè. Khiên này nhìn nó to hơn nè. Khiên này thì chúng ta cần phải làm một cái khiên gỗ. Chúng ta cần phải để que. Oh, que thường được không ta? Từ từ nha, mình sẽ làm que thường nha. Đây, cái đường gỗ của chúng ta đây. Mình sẽ làm bằng que thường đi. Gỗ này đi, ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo que rồi để đây. Ồ, vẫn được nha anh em. Rồi không sao. Bây giờ thì đã đến lúc sử dụng kim cương rồi. À, có khiên lục bảo không ta? Cái này là cái chase này. À, mình cũng có vài cái nè. Đây nè. Ồ, clan hả? Không phải các bạn ơi. Hầu như không có chế tạo ra khiên lục bảo được. Rồi, mấy cái khiên này thì chúng ta cần phải có aqua metal. Mấy cái này á thì chúng ta cần phải gọi là đi tìm. Không biết nó nằm ở đâu hết. Khoáng sản đó thì khá là lạ đối với mình. Rồi, bây giờ làm thôi. Ồ, chỉ cần 4 kim cương là có rồi. Khá là easy luôn. Làm khiên mới chơi lại tụi kia các bạn à. Chúng ta đã có được một cái khiên kim cương khổng lồ. Đấy, tụi này bây giờ hả, tuổi gì mà chơi với mình nữa. Trời ơi, quá dữ luôn các bạn ơi. Khiên này phải nói là hả, siêu chiến binh. Khiên này đánh được luôn. Wow, ngon. Lấy lông từ Chocobo nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắt bớt đồ đi. Cắt đồ cường hóa vào chỗ này. Đây là cái khu để đồ cường hóa của mình. Mà cái shelter, cái dây này á, bữa mình, ô mình có thể làm được cái cần câu lava luôn nha. Cái magic này nè, cái dây này mình cũng chưa có biết công dụng nó là gì hết các bạn. Chúng ta có thể chế tạo ra được Spellcron là gì, mình cũng chưa rõ nữa. Spellcron, dùng lấy phù phép à. Oh, hay nha. Spellcron, mình sẽ dùng bộ phát sáng để mà chế tạo ra cái này. Cái này thì chúng ta có thể phù phép. Wow, vậy là trong đây vẫn có mod phù phép luôn, ngon. Y chang mod đảo rồng phần 2 luôn các bạn ơi. Thôi, chúng ta sẽ TP lại khu đó lúc nãy lần nữa. Lần này mình đã có rương rồi. Ở có khiên rồi. Đây, bắn đi mày. Ngon, bắn đi thằng kia. Bắn đi, bắn đi. Ủa, nó không bắn mình kìa. Uầy, hello. Nó bắn mình rồi các bạn ơi. Ồ, cái khiên này hình như là không có phản đam. Hình như cái khiên kim cương tròn tròn không có phản đam nha các bạn. Khiên này chỉ dùng đi đỡ thôi các bạn. Đây nè. Uầy, sao vẫn bắn chúng mình là sao? What the hell? Từ từ, khu này như có vẻ hơi lag á. Tại vì animation của mấy cái con này nó ghê quá. Mình đợi nó bắn mình một cái xong rồi cái mình đánh nó một cái. Cái này thì giỡn mặt này. Cái này thì giỡn mặt. Hình như nó vẫn bắn chúng mình các bạn ơi. Vậy là phải về lấy cung rồi.
À từ từ mình sẽ lấy cái rìu lửa mình đánh cho nó cháy lửa. Ha. Oh man. Không được, không ổn, không ổn, không ổn. Bây giờ chúng ta phải sử dụng đến cung tên thôi. À đây đây rồi, mình có cung rồi nè, bây giờ lấy thêm mũi tên nữa. Mũi tên, chúng ta có thể làm mũi tên xương không? Mũi tên, mũi tên. Mũi tên xương đâu? Xương là bon đúng không? Bon. Chúng ta có thể làm được đồ xương các bạn. Giáp xương nè. Ui. Giáp xương cái kiểu nè, nhưng mà như là không không a à, có thể chế tạo được mũi tên xương. Chúng ta sẽ làm một cái bon sáp. Bon sáp thì chúng ta cần phải nung cái này lên. Fossil ore, fossil ore là mình không có. Oh man. Oh khó nha. Thôi lấy tên thường thôi. Xương nhiều rồi đó, tí nữa mình sẽ làm một bộ giáp xương. Đây lấy cung đi. Rồi, TP ra khu lần trước, khu lúc nãy. Rồi ra nè. Giờ lấy mũi tên chơi với tụi này coi. Ngu người nè. Ủa, mũi tên không bắn được tụi này các bạn ơi. Nó chống được mũi tên luôn. Wow, da bọn này hơi bị cứng nha. Trong lúc mà bọn này nó ra ngoài này á, thì mình sẽ vào đây mình đập cái khu này. Mình sẽ liều mạng mình vào đây mình đập các bạn ơi. Wow, rất là nhiều bọn quái vật hoàn tinh luôn nè. Rồi, thôi xong mình rồi. Mình đã bị kẹt ở đây rồi, bây giờ mình buông ra là nó hả. Nó đập mình một phát là đi luôn. Ây da, 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 da. Liều mạng ơi, cái lồng đâu, cái lồng đâu. Đây đập cái ui. Không vào đập được các bạn. Phải nói là bọn này ghê thật sự luôn, nó đúng mạnh luôn ấy. Thôi không chơi nữa. Không solo với bọn này nữa đâu. Bọn này phải nói là quái vật gì rồi các bạn à. Quá mạnh rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái rương. Đây là cái rương đựng đủ đồ nha. Rồi mình sẽ bỏ vào đây. Cùng tên cái kiểu nè. Mấy cái này không liên quan nè. Rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm đồ bằng xương đi. Để mình sẽ gia tăng cái tốc độ đánh và cái giáp của mình lên. Mình sẽ làm đầu tiên á. Mình sẽ làm một cái à, đây có xương nữa nè. Cái thanh đao xương nha. Thanh đao bằng xương khổng lồ. Thì coi còn nữa không? Ở đâu còn xương mình lấy hết. Đây, ở đây có xương nè. Đây nè. Rồi, chúng ta được 36 xương các bạn à. Ok, let's go. Ở đây nữa, vậy là chúng ta có thể làm được rồi. À, nhưng mà mình cần phải chế tạo ra những cái bản vẽ đầu tiên. Để làm được thanh đao này, thanh đao bằng xương, chúng ta cần có hai que, một cái lưỡi và một mặt ripper. Mặt ripper. Cái này. Ồ, mình đã hết gỗ rồi. Gỗ rồi, lấy gỗ ra thôi. Mình sẽ chế tạo thêm một số cái bản vẽ. Bản vẽ thì rất là easy. Ok. Oh, Fire Starter. Hình như là ở trong cái mod này vẫn làm được. À, vậy là không làm được cái bánh xe nước à. Cứ tưởng. Fire Starter này thì cũng không có làm được gì. Ui, chúng ta có thể tạo ra súng được các bạn ơi. Wow. Mình có thể làm được súng nha. Hunter, súng của Hunter nè. Mình cần phải có những cái vật dụng để làm súng. Slampier thì mình cần phải mở rồi. Chứ Slampier thì chúng ta không thể nào mà tạo ra được các bạn à. À tạo, ờ không tạo được đúng rồi. Vậy là mở hên xui lắm mới ra đó. Rồi súng á, thì cái bán súng này thì chúng ta có thể làm được. Easy. Chúng ta cần có Motion Core cũng mở luôn. Cái này cũng easy. À vậy là nói chung là cái súng là tất cả đều được mở hết. Oh easy nha. Khá là đơn giản đó mọi người. Rồi tập trung vào làm tiếp thôi. Một cái mặt ripper, một cái này. Cái này, ok. Cái này thì chúng ta đã có rồi nè. Hai cái này, rồi sau đó chúng ta sẽ đợi mặt ripper lên. Một mặt ripper và một cái lưỡi. Đó, cái lưỡi của thanh đao. Ê, ê, ê. Trời, tưởng đâu quái vật không à. Lưỡi của thanh đao, đấy. Mình cần phải có cái đồ, một cái bom nguyên tử gì đó. Mình phải đánh bom vào cái hang của tụi nó mới thắng tụi nó các bạn à. Rồi, đồ xương thì chúng ta không cần phải nung. Đồ xương thì rất là easy thôi. Đấy, không cần phải nung các bạn ơi. Wow, và đây là thanh đao xương của mình. Đam là tới 10 lần nha. Ây da, trời ơi, thanh đao xương khổng lồ các bạn ơi. Phải nói là cực VIP luôn. Nhưng mà xài đồ tiên cơ chúng ta không thể nào mà dùng khiên được. Nên là bắt buộc chúng ta phải đánh tay không. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy thạch anh chúng ta ép vào.
mình sẽ cho mọi người xem cái sức mạnh bá đạo của cái thanh đao, thanh đao xương của mình. 12 phẩy mấy đam gì ta, ít ta, nó cộng đam ít quá. Để coi còn thạch anh nữa không. Bây giờ chúng ta cần rất là nhiều thạch anh đây. Đã đến lúc mà sử dụng thạch anh rồi. Thôi thanh đao này phải gọi là bá đạo lắm nha. Đừng đùa nha. Ồ, hết thạch anh luôn rồi các bạn ạ. Trong đây cũng không có nữa. Đó luôn rồi. Lấy sữa, lấy kim cương úp với thạch anh vậy. Bây giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Rồi, ồ, để kim cương lên cái tô cho lưỡi kiếm. Cái nó thành 13,48 đam. Bây giờ mình cần phải có lửa nữa. Để mà có lửa chúng ta cần phải có bột quy lửa rồi, ok. Khỏi cần đi xuống dưới kia luôn. Ê, nếu mà mình đỡ vậy thì nó xấu á. Xấu thiệt á. Xấu thiệt á. Ê, không được. Đỡ gì xấu á. Mình sẽ lấy cái cây này ra trước. Rồi, mình kiếm đá đỏ coi. Lấy đá đỏ ấp vào. Đấy, trời ơi. Tăng tốc độ đánh luôn. Đá đỏ chúng ta mới có 21 à. Bây giờ mình cần phải nhiều đá đỏ hơn. Đây, đây rồi. Để tăng tốc độ đánh lên các bạn. Tốc độ đánh cộng 20%. Rồi, đã xong. Bây giờ để mà muốn up thêm nữa, chúng ta cần phải có táo vàng và khói vàng. Nhưng mà thôi, tạm thời lấy cái kiếm xương này là bá đạo rồi các bạn ơi. Wow. Ôi, kiếm xương lai kim cương lai thạch anh. Kiếm này là chúng ta có. Wow, rất là nhiều hiệu ứng luôn nha. Tốc độ đánh thì nhưng cũng không có cao mấy. Ép vậy là cũng được rồi nè. Tốc độ đánh cũng hơi bị bá rồi đó. Sắp tới mình sẽ ép vô cái kiếm này sao. Này giỡn mặt à. Giỡn mặt à. Ôi, tốc độ đánh đúng nhanh luôn. Hô. Trời ơi, cái này là dùng để đánh bọn ngoài hành tinh được rồi nè. Nhưng mà vẫn chưa đủ đâu, chưa đủ đánh đâu. Bây giờ mình cần phải tìm bọn quái zombie nào đó ở xung quanh cái khu vực này coi. Mình sẽ test kiếm nha. Đây, một thằng zombie này các bạn. Xem đây tốc độ chém của nó nè. Trời ơi, liên tục luôn ấy. Mình bay lên trên mấy cái tảng băng này. Nè, có rồi, có vật thí nghiệm để cho chúng ta rồi. Con nhện nè. Tốc độ đánh liên tục. Wow. Trời ơi, cái kiếm này hình như tốc độ đánh nhanh nhất ở trong Minecraft rồi các bạn à. Đây nè, ở trên đây có rất là nhiều quái, chúng ta sẽ bay lên. Đây, có quái rồi kìa. Nhưng mà lên không được ta. Chỗ này hình như là mình thấp quá. Này thì Reaper với chúng tôi này, thấy không. Nè, có Enderman nè, mình xử con Enderman trong chốc lát nè. Này thì ma xương này. Từ từ, chỗ đây mình trơn quá các bạn à. Đây. Ê, nó đẩy mình ra kìa. Uầy, Enderman với chúng tôi này. Rồi, nó tay bơ kia rồi. Zombie hả? Wow, phải chém cái kiếm này là chém à hả? Y như Yasuo luôn các bạn ơi. Trời, tốc độ đánh phải nó gọi là kinh khủng khiếp luôn. Nó có hút vào nữa chứ. Uầy, ngon lành cành đào chưa? Quá dữ luôn. Thôi, từ từ đi coi có quái nào mà nhiều tí không? Ờ, ít quái quá. Giỡn mặt hả Reaper. Trời, đánh liên tục luôn. Tốc độ đánh nó gọi là được bonus thêm á. Khi mà lúc nãy mình sử dụng đá đỏ ép vào á các bạn. À, ở đây có không đây. Ở đây chỉ toàn là động vật thôi. Này thì quá nhện. Wow, nó nổ kìa. Thôi đi ngủ cái đi. Ui, thanh kiếm mà bá quá các bạn ơi. Thanh kiếm này phải gọi là cực bá luôn. Wow, thanh kiếm xương nè. Ui, từ cất quà coi. Cái túi, cái rương để quà đâu rồi. Rương nào để quà ta. Ô, tôi chết rồi. Rương nào để quà, quên. Mất tiêu rồi. À, rương này. Rồi, để quà vào đây đi. Rồi, sẽ cắt đồ linh ta linh tinh vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ TP qua một cái tòa tháp nào đó gần nhất. Mình sẽ qua đó mình chiến với bọn này mới được. Ở đây thì mình có thể phát hiện được một cái tòa tháp nào không đây. À, ở đây rồi. À, mình không TP được các bạn ơi. Quên nữa, bản mod này nó không cho chúng ta TP đâu. Mình không phải đi lại đó luôn. Không sao. À, ở đây có một con zombie nè. Zombie với chúng tôi này. Ui, cây đại thụ các bạn ơi. Một cái cây gọi là khổng lồ luôn. Wow. Mình đã có đồ vũ khí VIP rồi. Chắc là những tập tiếp theo mình sẽ chế tạo cổng. Mình sẽ qua những cái thế giới khác mình đánh thôi các bạn ơi. Đây. Wow, quá trời luôn nè. Cái này thì chơi với chúng tôi hả. Mình căng hết các bạn ơi. Thôi, thanh kiếm này gọi là thanh kiếm mạnh nhất Minecraft rồi. Tốc độ đánh nhanh nhất Minecraft.
Wow, đây là thanh kiếm tốc độ đánh nhanh nhất Minecraft sao? Ui khá là vui ha các bạn. Đánh nó trong đánh liên tục luôn. Thôi, từ từ đây. Bây giờ chúng ta tới chuyên mục mở quà rồi, không có đánh nhau đánh nắm gì nữa. Rồi, tới chuyên mục mở quà cuối clip nè. Rồi đó, mở thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái gì? Một số khoáng sản cũng ngon. Một con mắt Ender màu Salamander, chứ không phải là Slenderman. sao không phải là Slenderman ta? Một bình thuốc máu. Salamander này. Salamander này thì chúng ta có thể làm được một cây gậy. Wow, gậy phép thuật Pyromancer. Chúng ta cần phải có thêm một cái Infernal Claw. Infernal Claw chúng ta cần phải có cái này. Để có cái này chúng ta cần phải có cái này. Vậy là chúng ta cần phải mở đồ mới có được các bạn à. Lấy ngay thanh kiếm thường đánh tụi này luôn nè. Lấy thanh kiếm thường đánh luôn nè. Ôi, con zombie nó mạnh vậy. Thôi, đã đến lúc sử dụng kiếm bá đạo nhất của mình rồi. Uầy, trời, con zombie đúng trâu luôn. À thì cái rương này chúng ta sẽ đựng những cái đồ mà mình mở ra được ha. Để hồi để coi là chúng ta mở được bao nhiêu đồ đây. Ok, rồi mở tiếp nào. Chúng ta còn 3 túi quà nè. Cái gì đây? Sao lại là pháo hoa thế này? Pháo hoa không vậy? Hây. Cái này cát. Cái này có gì đây? Thuốc súng là làm được TNT. Cái rìu, một cái yellow run. Mấy miếng đó thì chưa cần thiết. Đây cũng không có gì VIP hết. Đây có xương nữa nè, có xương thì quan trọng. Uầy, Blackfire Cannon. Súng đi dùng để làm cannon các bạn à. Blackfire Cannon đúng không? Blackfire đây. Ủa bắn được không? Vậy là bắn được luôn đúng không? Uầy, wow. Mình đã tìm được thấy một cái súng các bạn. Trời ơi, ủa cái súng khá là mạnh luôn nè. Wow, bắn nè. Uầy trời, cái mod này toàn thứ hay đó. Wow à, mình đã hiểu cái công dụng của cái này rồi. Cái này nó còn hay hơn cái ná cao su nữa các bạn. Cái công dụng của cái khẩu súng pháo này nó còn hay hơn. Uầy, mình có thể bay tới tận trời luôn nè. Wow. Rồi bay xuống. Trời ơi, mod hay quá. Ôi, cái này mình có thể bay liên tục. Quá quá các bạn ơi. Rồi, trời ơi tập này đó, mình mở được cái này là cực đã luôn. Wow, cái này mình có thể tạo ra nhưng mà mình không có cái để mình sửa đây, chúng ta cần phải có này. Nhưng mà hiện tại nó không bị hư hay sao á, vĩnh viễn luôn nè, Infinity. Rồi, mở tiếp. Quá đã rồi, toàn là những đồ VIP thôi các bạn. Ôi, lại là đồ kim cương VIP, cường hóa. Cường hóa thì, đồ cường hóa thì bỏ vào đây đi. Chết rồi, đồ cường hóa của mình sắp full rồi. Rồi, full. Thôi xong, quét cảnh luôn nè. Cái này được quét cảnh với Light Peer. Light Peer là gì ta? Light Peer. Hết quà rồi. Ô, mở hết luôn rồi hả? Đây, còn đúng 4 túi nha. Wow, một cái cúp màu tím. Một cái thùng thuốc nổ. Vứt ra đó. Rồi, để coi cái này nó có nổ dữ không. Lựu đạn các bạn ơi. Oh, sen. Oh. Nhưng nó không có gây đam các bạn. Ow. Lựu đạn các bạn. Vẫn gây đam nha. Bây giờ mình sẽ tìm cái thằng nào đó mình ném vào mặt nó coi. Ở đây chúng ta có cái con chocobo của mình kia đúng không? Mình sẽ ném con heo kìa. Thôi, cứ tưởng con chocobo của mình bị chết không mà. Ghê quá. Không sao các bạn ơi. Vậy là lựu đạn chỉ ném là được có vài cái thôi. Tiếp tục nè. Không có gì mới. Chúng ta còn lại rất là nhiều túi quà này luôn. Túi quà này thì nó chỉ cho là đồ ăn thôi. Nó không cho gì khác hết. Bây giờ chúng ta có gỗ rồi. Từ từ, mình sẽ cắt những cái đồ lúc nãy mình mở được ra đây vào đây. Chúng ta còn một túi nữa mở luôn nha. Hi. Cái gì đây? Không có gì hết. Rồi, những cái đồ mà mình mở được mình sẽ vứt vào đây. Như là những cái thứ này. Đấy. Rồi, ok. Wow, nói chung là cũng khá là ngon nha. Chúng ta thêm một cái khoáng sản mới nè. Chúng ta được khẩu pháo. Khẩu pháo chắc là mình phải đem theo rồi. Mình sẽ không sử dụng cái ná cao su nữa. Wow, vĩnh viễn luôn nha các bạn.
Wow, khẩu pháo này chúng ta có thể đi được rất nhiều nơi. Chết luôn. Không sao, bỏ này vào đây nung. Ôi, quá đã. Có giáp ngựa luôn nè, nhưng mà hiện tại thì không có con ngựa nào để mình cho mình tuần phục hết. Tuần hóa. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái rương nữa, tại vì bây giờ chúng ta cần rất là nhiều rương. 1, 2, 3, 4. Không biết cái rương này nói chung với cái rương này được không ta? Chắc là không rồi đúng không? Vậy là cái rương này mình sẽ để cái đồ cường hóa trên đó. Đấy. Sao nhìn nó ngu ngu thì sao các bạn? Thôi kệ đi, không sao không sao. Rồi, rương cường hóa của mình sẽ để dưới đây nữa. Thêm một cái rương cường hóa ở đây nữa ha. Rồi ok đó. Wow, bây giờ chúng ta sẽ này để tập sau test đi các bạn ơi. Ấy, hơn đúng rồi. À, vậy là nó có giới hạn nha. Wow, vậy là chỉ chơi được bao nhiêu thôi sao? Ổn với ta. Cái này chúng ta không có thể chế tạo ra được các bạn ơi. Ôi, ổn quá. Ước gì là có được cái này tiếp tục đi ha. Nhìn khá là vui luôn, nó bay bay. Cái này mình không sử dụng cái ná được luôn ấy. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn quay về cái lối cũ thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem tập này. Và nếu như các bạn thích tập này của mình, đừng quên bỏ lại một like và một lượt đăng ký kênh của mình để giúp mình có thêm động lực để quay tiếp những cái tập hay hơn ha. Và hy vọng là các bạn nào đã fan mình thì đừng quên bình luận đã xem hết và gieo cát ở bên dưới. Và hy vọng là các bạn đăng ký giúp mình lên được 500.000 subscriber nhanh nhất có thể nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.